Chào mọi người đến với kênh Lục Trụ Mệnh Lý Khương Sơn. Trong video hôm nay, kênh sẽ chia sẻ với mọi người về cách để lập mệnh lý đồ thị của người mệnh thủy trong năm Tân Sửu 2021. Chúng ta biết năm Tân Sửu có ngũ hành là thổ, đối với người mệnh thủy thì sẽ bị thổ khắc thủy. Vậy để biết được trong 12 tháng của năm Tân Sửu người mệnh thủy như thế nào và lập nên đồ thị đó bằng cách nào? Chúng ta cùng nhau theo dõi video clip này. Để lập được đồ thị thì chúng ta phải có hai trục, đó là trục Y và trục X. Trục Y là trục về ngũ hành. Trục này là ngũ hành. Trục X là trục về thời gian, tượng trưng cho năm 2021 là năm Tân Sửu 12 tháng. Ngũ hành mà chúng ta muốn xét thì chúng ta luôn luôn sắp nó ở giữa, đó là thủy. Ở trên là những ngũ hành tương sinh, ở dưới là những ngũ hành tương khắc. Cái mà khắc trực tiếp thì để dưới cùng, cái mà bị khắc thì là kế bên. Thì chúng ta sẽ có thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Để vẽ được đồ thị thì chúng ta phải biết được vận trình của 12 tháng, ngũ hành của 12 tháng. Để biết được ngũ hành của 12 tháng thì phải biết được can chi của từng tháng. Chúng ta biết được chi của 12 tháng là tháng giêng, là bắt đầu từ tháng dần. Vậy là chúng ta phải tìm cho được thiên can của tháng dần. Để tìm được thiên can của tháng dần, chúng ta phải biết được thiên can của năm hiện tại. Chúng ta có năm hiện tại là năm Tân Sửu, thì thiên can của năm Tân Sửu là chữ Tân. Theo nguyên tắc Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, chúng ta đặt chữ Giáp bằng 1 thì chữ Tân nó sẽ là bằng 8. Chúng ta cứ đếm thì chữ Tân nó sẽ bằng 8. Ta có một cái công thức từ năm sinh, từ năm hiện tại suy ra được tháng giêng, đó là công thức 2 nhân cho x cộng 1. Nếu mà lớn hơn 10 thì mình sẽ trừ 10, nhỏ hơn 10 thì thôi. X đây là thiên can của năm. Thế vô thì mình được là 2 nhân 8 cộng 1 bằng 17. Thì mình sẽ lấy hàng đơn vị, đó là số 7. Số 7 thì chữ Tân là số 8, thì số 7 là chữ Canh. Thì chúng ta bỏ cái chữ Canh vô đây và chúng ta điếm thuận ha, Canh trong đến Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân. Ta có được 12 tháng. Rồi việc còn lại là chúng ta chỉ cần sắp xếp ngũ hành của 12 tháng này lên trên cái đồ thị, là đối chiếu của ngũ hành. Thì để đối chiếu được ngũ hành, để biết được canh dần trong bảng 60 Mai Giáp có ngũ hành là gì, thì chúng ta phải lật cái bảng ngũ hành của lục học Mai Giáp, hoặc là dùng phương pháp đánh tay. Thì trên kênh YouTube tôi có chia sẻ hai phương pháp để có thể tìm ra được ngũ hành của lục học hoa giáp. Hai phương pháp đều bằng toán học kết hợp với thơ, học trong vòng 15 phút là có thể thuộc. Thì biết được canh dần là thuộc mộc, tân mão cũng thuộc mộc, nhâm thìn thuộc thủy, quý tỵ thuộc thủy, giáp ngọ thuộc kim, Ất Mùi thuộc kim, Bính Thân thuộc hỏa, Đinh Dậu thuộc hỏa, Mậu Tuất thuộc mộc. Tại sao biết Mậu Tuất thuộc mộc? Kỷ Hợi thuộc mộc, Canh Tý thuộc thổ, Tân
Tân Sửu thuộc thổ. Thì chúng ta nói các cái điểm này lại, chúng ta sẽ được cái đồ thị của những người mệnh thủy trong năm 2021. Thủy là ở giữa ha, ở trên là tốt, tương sinh, thì chúng ta có thể hiểu là trên là sinh, ở dưới là cắt. Đây là phương pháp này cực kỳ đơn giản, nhìn vô là mình sẽ hiểu được tháng nào là khắc với mình. Thì người mệnh thủy này sẽ bị khắc vô những cái tháng này, khắc vô tháng này, tháng 7, tháng 8 và tháng 11, 12. Tháng mà thuận lợi nhất là tháng này, tháng 5, tháng 6, kế đến là tháng 1, tháng 2. Rồi, để mà nhận diện rõ hơn thì các bạn có thể tô màu, tức là cái nào tốt thì tô màu xanh, tô màu, cái nào tốt là màu xanh. Khi mà tô nào rồi thì sẽ rất là dễ nhận diện, dễ nhận diện được tháng nào là tháng tốt, tháng nào là tháng xấu. Sau khi cái này là biết, sau khi các bạn biết rồi, kế đến là phải thay đổi được những cái đồ thị này, đó mới là quan trọng. Làm sao thay đổi được những cái đồ thị này? Khi mà mình dùng phương pháp tô màu này vô cùng dễ nhận diện khi nào là tốt, khi nào là xấu. Ví dụ mình biết được tháng 7, tháng 8 là hỏa nó dùng thủy nó sẽ si, thì lúc này làm sao, lúc này là hỏa nó mạnh, thủy nó yếu, thì mình phải tăng thủy giảm hỏa, phải đẩy cái thủy lên. Đẩy tháng 7, tháng 8 không xấu. Tháng này là thổ dưỡng, nó sẽ làm cho thủy nó bị ngăn cản dòng chảy, khô khan. Thì làm sao để đẩy cái thủy lên, giảm cái thổ lại? Thì có rất là nhiều phương pháp để thay đổi cái điều này. Chẳng hạn như hỏa thì muốn giảm hỏa thì mình phải tăng kim và tăng thủy. Còn muốn giảm được thổ thì phải tăng mộc và tăng thủy. Chỗ này thì mình bổ khác, chỗ này là phải bổ kim và thủy, chỗ này là phải bổ mộc và thủy. Tại sao phải bổ mộc? Mộc nó mới khắc chế được kim. Khi nó khắc chế được kim, dùng thủy để cứu mộc, lúc này là mới ứng dụng dụng hợp vô. Đó là cái khó ha. Và mình muốn tiếp theo nữa là mình đẩy nó lên được bao nhiêu phần trăm, đẩy nó lên bao nhiêu, thì khi đó các bạn phải đo lường được trong mỗi cái ngũ hành nó là bao nhiêu. Như mệnh thủy cụ thể là mệnh thủy gì, có bao nhiêu thủy, lúc đó là rất là cần cái nguyễn ân số lục thập hoa giác. Nguyễn đó là miêu tả lục thập hoa giác bằng con số chứ không phải một chữ.